Không biết giờ này anh Hùng đang làm gì nữa. Đến bao giờ anh mới có thể quay lại với gia đình đây? Xuân à, đi làm chỗ mới có quen chưa con? Xuân, ông hỏi con gì con có nghe không? Dạ, ông ngoại hỏi con gì ông ngoại? Trời ơi trời, hết biết nhỏ này à. Ông ngoại hỏi con là đi làm chỗ mới có quen không? Dạ, dạ con làm cũng quen rồi ngoại. Tụi nó á, bây giờ thích nghi với hoàn cảnh á, giỏi lắm, ông đừng có lo. Xuân à, nói cái gì thì nói nghe con. Nhưng mà con phải cố gắng tiếp tục đi học nữa mới được. Phải lấy cho được cái bằng đại học. Trời ơi, không có bằng cấp nó khổ lắm nghe con. Ông ngoại yên tâm đi. Con không có nghỉ học luôn đâu. Con đi làm phụ giúp ông ngoại thời gian rồi đi học lại. Gia đình này á, chỉ có con á là đi học để hy vọng thoát nghèo đó. Cố gắng lên nha. Dạ, con biết rồi ngoại. Thôi cũng trễ lắm rồi, con đi ngủ đi, để mai còn đi làm nữa. Dạ, con biết rồi ngoại. Vậy con vô ngủ trước, nhưng mà ngoại phải vô ngủ liền đó nha. Dạ. Tặng con nè. Nè con. Cảm ơn con. Ráng học giỏi nha con. Nè con. Cảm ơn con. Ráng học giỏi nha. Anh Phước. Chào chị. Có phải anh Phước không? Xin hỏi chị là... Nhìn anh không có khác gì so với 20 năm trước. Mới nhìn thấy anh á, là tôi đã nhận ra ngay mà. Anh có khỏe không? Cảm ơn chị, tôi vẫn khỏe. Mà chị là... Tôi là Hoa, bạn của Hạnh đây mà. Chị Hoa. Dạ. Thôi được rồi, mời chị vô phòng của tôi nói chuyện. Dạ. Đi. Mà để tôi phát quà cho mấy đứa nhỏ rồi tôi vô nói chuyện với anh nha. Dạ. Nè con. Nè con. Cảm ơn con. Đây, của con đây. Dạ anh hai. Người hiểu rõ hai hổ nhất chính là tao. Vậy mà vừa rồi nó chiếm được địa bàn của tao bằng thủ đoạn rất hèn hạ. Tội lớn nhất của Hùng Ly, 6 buổi và 8 lần, là tự ý giải quyết mà không qua ý kiến của tao. Dạ thưa anh hai, Hùng đã nói là nó không muốn liên lụy tới anh em. Vậy giao địa bàn cho tụi nó là không ảnh hưởng tới anh em sao? Hay là tụi mày không tin tưởng tao? Dạ. Tụi mày cho rằng tao bỏ mặt anh em à? Nếu mà không tin tưởng tao, tụi mày đừng gọi tao là anh hai nữa. Tụi mày có quyền đi. Tụi em không dám đến hai. Anh hai. Anh hai em. Chưa tới lượt mày nói. Anh em tin tưởng mày, giao cho mày chức lớn để dẫn dắt anh em. Cuối cùng tụi bay chẳng ra gì hết. Anh hai, anh Hùng về. Chú hai. Anh Hùng, có gì bỏ qua cho tụi em.
Em xin lỗi anh Hùng. Đúng ra tao không phạt mày, tao cho mày cơ hội lấy lại địa bàn, nhưng mà mày đã không làm. Không phạt là trái nguyên tắc. Mày không những không nghĩ cho tao, mà thái độ của mày càng lúc càng quá đáng. Mày trả lời cho tao biết, mày giao địa bàn cho Hai Hổ là sao? Mày nói đi. Dạ, đó là việc cá nhân. Cái gì? Việc cá nhân? Đập nó cho tao. Tao kêu mày đi lấy lại địa bàn, mày lấy chưa? Dạ chưa. Vậy mấy ngày hôm nay mày bỏ bê mày đi đâu? Đập tiếp cho tao. Anh hai cho thằng Hùng thêm cơ hội đi anh hai. Đại ca, anh hai, đại em ca. Nghĩ anh hai mà anh hai nằm trong cái kẹt cho nên mới làm như vậy. Đại ca, cho nó cơ hội với đại ca. Dạ đúng rồi đó. Đúng rồi anh hai, dù gì thằng Hùng cũng gắn bó với anh em đã lâu. Anh hai tha cho nó lần này đi anh hai. Thôi đúng rồi, đúng rồi. Anh em à, chuyện tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chú Hai chỉ làm theo nguyên tắc thôi. Anh em đừng để cho chú Hai khó xử. Đại ca, anh Hai. Anh Hùng, Hùng, anh có sao không? Sao không anh? Từ từ, từ cái thằng đứng lên thôi. Anh Hùng ơi, em có sao không? Không sao. Thôi bây giờ em vô đường ghế đi. Cảm ơn anh em. Dạ mời chị uống nước. Dạ cảm ơn anh. Dạ mời anh. Lâu quá không gặp, chị khỏe không? Tôi nghe nói là chị đi nước ngoài, cứ tưởng là chị định cư bên đó luôn rồi chứ. Dạ thỉnh thoảng tôi vẫn về đây, tại vì về thăm gia đình với lại còn đi từ thiện nữa mà. Vậy hả? À anh Phước nè, lâu nay anh có gặp Hạnh không? Chị đừng bao giờ nhắc tới người phụ nữ đó trước mặt tôi. Tôi không muốn nghe. Anh đừng xúc động như vậy mà. Thực ra thì có lẽ anh đã hiểu lầm Hạnh suốt thời gian qua rồi đó. Hiểu lầm cái gì? Chị nhìn kỹ cái chân của tôi đi. Đây là kết quả cuộc vui mà người phụ nữ đã dành cho tôi đó. Chị hãy nhìn cho kỹ đi. Anh bình tĩnh đi mà. Hồi đó Hạnh không cho tôi kể lại. Nhưng nếu như tôi không nói thì hiểu lầm này sẽ không bao giờ được hóa giải. Thôi thôi, tôi không muốn nghe gì nữa hết. Anh cứ bình tĩnh nghe tôi kể đã, rồi sau đó anh muốn sao cũng được hết á. Anh biết đó, hồi đó Hạnh xinh đẹp, lại vừa hát hay nữa, cho nên được nhiều người mến mộ, nhiều người say mê. Trong đó có Hai Hổ, là một tên bảo kê khét tiếng. Khi biết em mang kiếp cầm cả, đêm đêm phòng trà từng tiếng hát cho người đời. Bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa anh ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Em biết rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về giấc nhỏ xa lìa anh đẹp.
em về bên mơ. Hôm nay Hạnh hát hay dữ lắm. Đại ca, con nhỏ hồi nãy vừa hát hay mà lại vừa đẹp nữa. Kêu nó lại đi. Ê Bồi. Dạ. Dạ anh kêu em. Qua kêu con ca sĩ qua gặp anh. Dạ. Cô ơi, có vị khách bên kia muốn gặp cô. Là ai vậy Hoa? Theo như Hoa biết á, cái người bảo kê đó không có vừa đâu Hạnh à. Thôi Hạnh đi xuống đi ha. Mời chị. Chào anh. Chào. Ngồi đi em. Em hát hay lắm. Cảm ơn anh. Cái này anh tặng em. Lát tối về nhà anh nha. Từ đó Hạnh trở thành người tình của Hai Hổ. Sau khi Hạnh gặp và yêu anh, Hai Hổ đã biết được, cho nên đã kêu người đánh anh rồi bắt Hạnh đi. Mày nói đi. Hả? Tại sao mày phản bội tao? Hả? Tôi không có phản bội anh. Tôi xin anh, anh hãy buông tay cho tôi đi mà. Cút ra. Mày nói đi. Hả? Tại sao mày dám đụng vô người của Hai Hổ này hả? Hả? Tao sẽ giết chết anh làm đụng vô đồ của tao. Anh còn có quyền. Tôi yêu anh đấy. Mày nói sao? Tao giết chết mày. Mày dám phản bội tao hả? Anh đừng nói ra đi. Anh sẽ nói chết mất. Hạnh có sao không Hạnh? Mày, nếu mà mày không từng bỏ nó, tao sẽ đem xác nó về đây cho mày coi. Anh không được giết anh ấy. Anh không được giết anh ấy. Mày cản được tao hả? Tình yêu của mày lớn quá hả? Mày cao cả quá hả? Được. Nếu như vậy thì nó cần phải chết. Tụi mày. Dạ. Lấy xác nó về đây cho tao. Dạ. Tôi xin anh. Tôi xin anh mà. Anh đừng có giết anh ấy. Bây giờ anh muốn anh làm cái gì cũng được. Tôi sẽ làm theo anh mà. Anh nói đi. Tôi làm cái gì cũng được. Được. Là mày nói nhỉ. Mày hứa rồi đó. Mày mà không giữ lời, trách tao. Mày biết tính tao rồi đó. Nhấc nó vô nhà kho cho tao. Dạ. Tôi xin mấy người đó. Anh hãy đi mà. Buông ra. Cô đi về đi. Đừng có nhiều chuyện. Đi đi. Tôi không tin. Tin hay không đó là quyền của anh. Nhưng những lời tôi nói với anh đều là sự thật. Hạnh rất yêu anh. Cô ấy làm tất cả cũng chỉ vì để bảo vệ anh thôi. Sau đó tôi không liên lạc được với Hạnh nữa. Cách đây khoảng mười mấy năm,
Lúc mà Hạnh ở tù, cô ấy đã viết thư cho tôi. Chị nói sao? Hạnh ở tù à? Lý do tại sao Hạnh ở tù? Điều này anh nên trực tiếp hỏi Hạnh thì sẽ tốt hơn. Đây là địa chỉ của Hạnh. Khi mà Hạnh ra tù, Hạnh ở đó đó. Anh Phước, thôi tôi xin phép anh tôi về. Để thôi mấy anh em trong đoàn chờ tôi nữa. Chào chị. Dạ. À, có chuyện này có lẽ anh không biết đâu. Lúc mà anh với Hạnh chia tay đó, cô ấy đã mang trong người giọt máu của anh. Chị nói sao? Hạnh, Hạnh có con với tôi à? Đúng vậy đó anh. Thôi, tôi đi đây. Trời ơi, vậy mà bao nhiêu năm nay tôi đã hiểu lầm em. Hận thù đã làm tôi mờ lý trí. Sao tôi không nhận ra được em? Vì tôi mà hy sinh nhiều đến như vậy. Hạnh, hãy tha lỗi cho anh. Tôi là người cha tồi tệ. Tôi có một đứa con mà 20 mấy năm tôi không hề biết sự hiện diện của nó. Từ nay anh sẽ không làm mất em nữa. Anh sẽ bù đắp lại cho em và con. Dù em có như thế nào, anh cũng sẽ ở bên em. Anh sẽ chuộc lại lỗi lầm. Hạnh ơi, mình và Misa không thể hiểu hết được đâu. Tại sao lại không hiểu chứ? Mình đâu phải là một đứa trẻ như lúc ở trường mồ côi nữa. Bây giờ mình đang đi theo con đường chính nghĩa của xã hội. Mình sẽ không chấp nhận những con người như Hùng. Mình sẽ đối phó với những người nào coi thường pháp luật, sống vì đồng tiền mà làm những chuyện sai trái. Anh không thể vì cá nhân mà bỏ rơi anh em được. Họ đã vì anh mà sống cùng sống, chết cùng chết. Em hiểu không? Anh không thể làm như vậy được. Anh nghĩ cho họ, anh không nghĩ cho anh bên nhà em sao? Ngày nào cũng dõi bước theo anh. Tại sao không phải là lúc này á? Anh có biết là trong suốt thời gian qua, không khi nào ông bà ngoại không nhớ tới anh không anh Hùng? Cứ mỗi lần bà ngoại nhớ tới anh, bà ngoại lại khóc. Bà luôn cầu mong có một ngày nào đó anh sẽ trở về sống chung với ông bà đó. Xuân à, thật sự là anh sẽ trở về mà. Nhưng mà không phải lúc này. Khi nào anh rảnh, anh sẽ về thăm ông bà với em nha. Hồng ơi,
Sao con ác như ngoại quá vậy? Ngoại, con có biết là cái lúc con rời khỏi trước nhà là bà ăn không ngon, ngủ không yên. Ngoại, trong lòng bà không lúc nào là không ngưng nghĩ về con. Ngoại, Hùng đâu rồi? Không thấy. Hùng. Ồ, anh Sáu, anh Tám. Sao ông vào trong nằm nghỉ đi. Lúc nãy bị xử, giờ còn đau không? Dạ em không sao. Em muốn ở một mình. Một mình giải quyết được gì chứ? Mày còn chuyện gì? Nói ra đi, anh em cùng nhau giải quyết. Hùng nè, em cứ tiếp tục buồn phiền làm gì? Cũng đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Cứ từ từ, rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết được mà. Ừ. Hay là mày lo cho gia đình mày? Thôi được rồi, để tao đi chém chích mẹ thằng Thắng Thẹo đó, để cho gia đình mày an toàn. Thôi đi. Em hở ra là đâm chém à? Thời buổi này là phải dùng cái đầu. Hùng à, anh biết là em đang lo lắng cho sự an toàn của gia đình em, mà gia đình của em cũng là gia đình của tụi anh mà. Tụi anh sẽ lo phụ cho em. Còn chuyện giành lại địa bàn thì nằm trong vòng tay của anh em mình. Em đừng có u sầu như vậy nữa, không có tốt cho sức khỏe đâu. Em... Sao hôm nay hai người đàn bà quá? Có gì cứ nói tẹt mẹ ra đi. Lên kế hoạch chém chích mẹ tụi nó, lấy lại địa bàn là xong. Mày có thể bớt nói được không? Làm gì mà nóng giận dữ vậy? Nóng xong nóng. Thằng Hùng nó như vậy, anh bắt em im sao được? Nhìn mặt nó kìa, em chịu sao nổi. Anh Sáu à, như thế nào là sống? Sống thế nào cho đúng hả anh? Sao nó bị sao vậy? Anh cũng không hiểu nữa. Phức tạp quá. Nó đang nghĩ cái gì vậy? Hoàng lương sao? Không có dễ đâu. Không dễ đâu Hùng. Thank you.
Đứng lại. Chú Thảo ra. Con làm gì đâu? Sao con giữ đồ của người ta? Con làm gì đâu chú bắt con. Chú Thảo ra đây. Con giữ đồ của người ta mà con nói không làm gì hả? Đưa đây cho chú. Đưa đây. Chắc hắn là đồng bọn của bọn chúng. Mình phải làm gì đây? Nè, con biết việc đồ của người ta là xấu lắm không? Dạ, con biết rồi. Chú tha cho con, chú đừng có báo công an nha chú. Nha chú, tha cho con đi chú. Được rồi, chú sẽ tha cho con. Nhưng con phải hứa với chú, từ nay trở đi con không được tái phạm nữa nghe chưa? Đói bụng hả? Con đói bụng mà. Này con cầm đi. Dạ. Chú cho con tiền đó. Con đang con kiếm cái gì mà mua ăn đi, nghe chưa? Dạ. Nè cầm đi, chú cho. Dạ. Đi mua gì ăn chú. Giá như ngày đó anh không gặp được em thì có lẽ cuộc đời của chúng ta đã đi một hướng khác rồi. Anh không phải khổ sở hằng đêm với những giấc mộng mị luôn dây quanh. Giờ đây lại biết thêm về đứa con mà anh chưa hề gặp mặt. Từ đó tới giờ hai mẹ con em sống ra sao? Có vất vả lắm không? Em thì lại bị ngồi tù nữa. Trời ơi, tại sao em không cho anh biết gì hết vậy? Dạ anh Thắng. Ngồi đi. Anh, hôm qua tụi em mới nhận được địa bàn của thằng Long Lé anh. Tụi bay làm tốt lắm. Uống đi. Uống đi. Dạ.
Nhưng mày nhớ phải cẩn thận, đừng chủ quan. Dạ, em biết rồi. Anh hai đi nước ngoài về, chắc chắn sẽ trồng thưởng cho tụi mày. Cũng nhờ anh Thắng nâng đỡ thôi, chứ tụi em có tài cán gì đâu. Xong chuyện thằng Hùng thì chúng ta no. Lúc đó thoải mái mà tung hoành. Anh Thắng, thằng Hùng nó có bạn là công an tên là Minh. Tụi em theo dõi bữa giờ, thấy có vẻ rất là thân nhau. Anh Hùng, bây giờ anh về rồi, anh đừng bỏ em đi nữa nha. Anh hứa mà. Anh ở lại với em và ông bà ngoại nha. Anh hứa, anh sẽ ở lại với em và ông bà ngoại. À, đây là Misa, còn đây là Minh. Chào em. Là hai người bạn rất thân, học chung trường một khối với anh đó. Dạ. Nhờ có hai bạn này mà anh mới tìm ra được tung tích của ông bà và em. Anh Thắng, liệu có ổn không anh? Mày có làm gì cho nó phế không mà phải lo hả? Uống đi. Xuân à, anh mời em đi ăn cơm. Dạ, em cảm ơn anh nhưng mà em có mang cơm theo rồi. Bà ngoại em nấu cơm cho nên là em phải ăn. Ờ, em nói cũng phải. Cơm bà ngoại nấu mà không ăn, bà ngoại sẽ buồn phải không? Dạ. Thôi hay là như vậy đi, mang cơm ra ngoài ngồi ăn luôn. Dạ. Đi, thì đằng nào cũng ăn cơm của ngoại mà. Nhanh lên đi, anh đói bụng lắm rồi đó. Dạ. Để anh cầm cho. Bây giờ chúng ta không thể hành động. Việc giành lại địa bàn cũng phải từ từ. Nếu hấp tấp sẽ thất bại. Vừa rồi tụi nó hành động mà không coi chúng ta ra gì. Có khi nào đằng sau tụi nó có ai chống lưng? Anh Sáu nói có lý. Tuy rằng mình yếu hơn, nhưng tụi nó làm gì biết thực hư bên trong mà phòng thủ. Dám chắc chắn là có tay trong. Em nghĩ có lẽ tụi nó cài người vô rồi. Địa bàn của Long Lé cũng bị nó chiếm. Mặc dù bề ngoài Long Lé chỉ là tay dưới của chúng ta thôi, nhưng không ai biết chuyện giữa chúng ta và Long Lé đối đầu với nhau ngoài những người trong ban. Tụi nó dám tấn công Long Lé nghĩa là nó dám chống lại chúng ta. Theo em nghĩ thì chỉ có thể là tụi nó biết chuyện đối đầu giữa Long Lé và chúng ta, cho nên mới dám tấn công phỏng tay trên chiếm địa bàn trước. Mẹ nó, tao mà bắt được thằng tay trong đó chém chết mẹ nó. Mày bình tĩnh đi chứ. Em quý này, mày nghe thử. Dạ chào anh. Chị ơi, cho hai phần cơm nha, cho cá và thịt quay. Dạ anh đợi chút nha. Anh ơi, em có mang cơm theo mà. Anh ăn hai phần mà. Vô đi. Em ngồi đi. Anh, cơm gì anh? Hôm nay ngoại nấu món gì vậy? Wow, hấp dẫn quá ta. Mắm ruốc. Thơm quá. Bà ngoại em chắc hay nấu món này cho em ăn lắm hả? Dạ. Em cũng thích ăn món này lắm có phải không? Dạ. Chắc là thường ăn lắm đúng không? Dạ đúng.
Vậy thì của anh đây. Cảm ơn. Dạ của chị. Anh có ý này, bây giờ em đổi cho anh nha. Dạ. Nếu như mà em không muốn thì thôi vậy. Dạ không phải, không phải vậy. Nếu không phải vậy thì được rồi, em ăn đi. Em nè, hồi trước anh hay ăn mắm ruốc lắm, lâu lắm rồi mới được ăn. Hấp dẫn quá. Em ăn đi. Món này ngon thiệt. Chị ăn cơm gì? Nhiều món lắm chị. Lại còn đi ăn với nhau nữa chứ. Cũng nhìn thấy ghét thiệt. Trời ơi, sao không chị? Cái gì vậy? Cái gì vậy bà nội? Làm tôi hết hồn mà. Em cứ bỏ âm tôi làm gì? Tôi cái gì mà tôi? Gái đứa gì kỳ cục mà. Đồ khùng. Bà mới khùng á. Trời, người ta giúp đỡ cho không cảm ơn mà cưng tao khùng nữa. Thôi, bánh bèo vô dụng. Thôi ghét. Cô bắn cơm đi cô. Cho dĩa cơm sườn đi, để miếng chả với trứng luôn nha. Ừ, ăn đi em. Dạ. Không biết anh Hùng tập trung anh em mình có chuyện gì không mà đông đủ như vậy. Phải có chuyện thì anh Hùng mới kêu tập hợp chứ. Ủa mà chuyện gì? Đợi anh Hùng ra đi rồi biết. Kìa, thằng Hùng ra rồi kìa. Anh Hùng ra rồi. Thưa anh em, chúng ta không thể chờ được nữa. Nhiều lần băng hay hổ tỏ ra lấn lướt, chúng dùng những thủ đoạn hèn hạ để chiếm địa bàn chúng ta, và gần đây nhất là chiếm luôn địa bàn của Long Lé. Chúng ta ngoài đây, nhưng ở ngoài kia có một số anh em đang tiến về phía nhà hai hổ để giết sạch tụi nó, quyết không nhượng bộ. Đúng rồi đó, không có nhượng bộ nữa, anh em mình xử lý luôn đi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Chạy luôn đi. Được rồi, chúng ta đi. Đi, đi đem. Đi, đi, đi. Sự đẹp đó luôn. Alo, tao nghe nè. Anh Bảy, Hùng Ly kéo đàn em qua chơi tụi mình đó. Ừ, mày nói gì? Đông lắm, anh tập trung anh em lại đi. Dạ, nhanh nha. Thì ra là mày. Chó. Anh Thắng, tụi Hùng Ly đang kéo đàn em của nó tới đây. Yeah.
mày đi tập trung anh em lại. Dạ. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chính nó là nổi gián. Thì ra chính là mày. Sao đánh nó vậy? Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Dừng lại. Thưa anh em, xin lỗi, không có cuộc tấn công nào cả. Ủa, như vậy là sao? Là sao anh? Đây chỉ là màn kịch thôi. Xin lỗi anh em, tôi phải làm như vậy để có thể lật mặt được tên gián điệp này. Đây là tay trong của nhóm Thắng Thẹo. Vừa rồi có một số bí mật của băng nhóm chúng ta mà nó dò la được, cho nên bên Thắng Thẹo đã biết hết tất cả. Vụ của Long Lé cũng từ đó mà ra. Anh em coi đi. Anh Bảy, Hùng Ly kéo đàn em qua chơi tụi mình đó. Đông lắm. Anh tập trung anh em lại đi. Dạ. Mẹ nó. Mẹ mày rồi. Đạp nó. Đạp nó đi. Mày. Các anh em, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trận cho chúng biết mình lại. Anh em ở đây dặn dò anh em ngoài kia, khi nào chúng nó vào vòng dây, xử. Bảy Ly, Hai Lục ở lại. Anh em vào vị trí. Dạ. Dạ. Ê, ê. Thôi đủ rồi. Tôi mới vừa nhận được mail của anh em quay lén tại nhà Hai Hổ. Tụi nó tưởng chúng ta tấn công, cho nên đang dàn trận chờ đợi chúng ta. Xem đi. Mẹ nó thật chỗ. Sẵn bây giờ tụi nó đang muốn ăn thua đủ thì anh em mình tấn qua xử nó luôn đi. Đúng rồi, đi đi thôi. Đi đi đi. Không được. Nếu làm cách đó, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều, có thể bị thương và chết chóc. Tôi có cách này. Alo. Xin chào mấy anh công an phường. Dạ. Tôi xin trình báo. Dạ con chào hai bác. Con đến với ba rồi con. Dạ con có việc gấp phải đi ra ngoài. Con xin phép hai bác, xin phép ba. Chào anh. Trang à, con. Trang à. Trang. Xin lỗi anh chị, tôi không ngờ là có bé Trang nhà tôi nói lại như vậy. Không sao đâu anh, chúng tôi tôn trọng sự quyết định của cháu mà. Trong hôn nhân á, từ tuổi trẻ quyết định hết anh à. Tôi cũng vậy đó. Tôi cũng tôn trọng quyết định của bé Trang. Vậy thì anh cứ để cháu Trang suy nghĩ đi. Chúng ta cũng không thể gấp gáp được. Dạ đúng vậy. Thời buổi bây giờ con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó mà anh. Dạ phải rồi. Dạ mời anh chị uống nước à. Dạ, dạ mời anh. Uống nước đi con. Dạ con cảm ơn.
chết mẹ, có xe công an kìa. Alo. Anh tới rồi. Em ra liền nha. Được rồi, em muốn đi đâu cũng được. Vậy nha, có gì mình nói chuyện sau. Ok. Alo, anh Thắng hả? Có công an đó. Dạ, rút tụi bay. Mang tới. Giấu hàng đi. Nè. Em nè anh Thắng. Dạ biết rồi. Đại ca kêu rút. Lấy hàng rút. Mẹ nè, mày dám chơi tao à? Được rồi, mẹ chờ đi. Anh Thắng. Anh Thắng, hình như tụi nó tới. Anh, hình như là thằng Phong. Ê tụi bay, ra coi nó xem sao. Dạ. Dạ. Sao vậy? Đại ca, em bị tụi thằng Hùng nó gài. Đồ ăn hại, có vậy làm cũng không xong. Em xin lỗi anh. Anh, em xin lỗi anh. Mày tưởng mày xin lỗi là xong hả? Thằng ngu. Đại ca, bình tĩnh đi đại ca. Nó biết lỗi rồi mà, đại ca. Anh, em sẽ lấy công chuộc tội. Em biết được thằng Hùng Lì có một sòng bài lớn lắm anh, làm ăn khá lắm. Tận mắt mày trông thấy hả? Dạ không anh, em nghe tụi nó nói sòng bạc nó rất lớn, làm ăn rất khá, công an không bao giờ phát hiện được. Chỉ có giới ăn chơi chơi thôi anh. Chủ yếu là khách quen à? Dạ, theo như em nghe thấy thì toàn những tay anh chị còn cán. Mày Ly. Dạ. Mày lo vụ này cho tao. Dạ. Mày đứng lên đi. Dạ, cảm ơn anh. À, anh Thắng, còn địa bàn mới chiếm được của thằng Long Lé thì sao anh? Dũng Sầu nó sẽ không buông bỏ vụ này. Nhưng không sao, mày cứ lo vụ sòng bạc cho tao. Dũng Sầu để tao lo. Dạ.
Còn thằng Long Lé, để từ từ tôi tính. Tụi bay đưa nó vô băng bó đi. Dạ. Dạ. Chỉ là quyết định và từ bỏ có khó quá không anh Hùng? Em đừng có nói với nó nữa, vô ích thôi. Một người thì làm công an, một người là giang hồ, rồi sau này sẽ ra sao? Nhưng con đường nó chọn là con đường cùng. Nếu thầy mà biết chuyện này thì sẽ ra sao đi? Mệt mỏi thiệt. Thôi Hùng về đi. Không biết giờ này anh Hùng đang làm gì nữa. Ngay lúc này chứ. Ủa Xuân. Dạ chào anh. Mày hết tiền rồi hả? Dạ. À, ở trong phòng anh còn một cái cạc, để anh đưa cho em. Dạ dạ em không cần đâu giám đốc, chuyện nhỏ thôi, em không dám làm phiền giám đốc đâu. Lại giám đốc nữa? Kêu anh bằng anh Hoàng được rồi. Dạ em xin lỗi anh Hoàng. Không sao mà. Em về phòng làm việc đi, để anh đi lấy cho. Em đừng có ngại. Anh Xuân. Dạ. À, hồi nãy á, anh Hoàng nói gì với em vậy? Dạ, đâu có nói gì đâu chị. Bày đặt làm bộ làm tịch. À, Xuân, em kiểm tra lại thông tin của bộ hồ sơ này đi. Chị đang cần gấp lắm nha. Em làm gấp giùm chị đi. Dạ, em sẽ cố gắng làm để đưa chị. Mà nè, nếu mà giờ cơm trưa em vẫn chưa làm xong đó, thì cũng ráng làm giúp chị nha. Dạ. Xuân nè, đi, em nạp đi. Dạ, em cảm ơn. Anh ơi, 500 ngàn lận sao nhiều quá vậy? Cái này anh tặng em mà, đằng nào cũng nạp, nạp một lần luôn cho đỡ mất công. Nhưng mà em không có tiền trả anh đâu. Không phải trả, anh tặng mà. Được rồi, đừng có ngại. Đưa đây, anh nạp cho. Em không dám nhận đâu. Được rồi. Xong rồi. Dạ, em cảm ơn anh. À, hôm nay ngoài có làm ấm ruốc không? Dạ có. Vậy trưa nay cho anh ăn ké với.
Trưa nay em mới vừa nhận tập hồ sơ mà em làm xong cũng trễ lắm. Hay là anh đi ăn trưa với chị Thúy An nha. Hồ sơ gì để anh coi. À, cái này đâu có gấp đâu, ăn xong rồi làm cũng được mà. Thôi, quyết định như vậy nha, anh chờ em. Dạ. Ông ngoại. Ủa Hùng, ngoại có sao ngoại? Không sao, con mới về hả? Dạ, con mới về. Con khỏe không con? Ủa, ông ngoại định đi đâu hả? Đâu có đi đâu, đẩy xe ra cho nó trống nhà trống cửa. Dạ. Nay con không có đi làm hả? Dạ, hôm nay con được nghỉ, con tranh thủ về thăm ông bà ngoại. Ủa, bà ngoại đâu rồi ông ngoại? À, bà ngoại bây đang ở sao á? Dạ. Bà ơi, bà, Hùng nó ghé nè bà ơi. Ngoại ơi, con về rồi nè ngoại. Ủa, trời ơi, ngoại. Con mới về hả con? Dạ, chân ngoại có sao ngoại? Không sao. À, sau nay con rảnh hả? Dạ, con rảnh. Rồi ăn uống gì chưa? Dạ, con đói bụng quá. Nhưng mà con để bụng qua đây để ăn cơm của ngoại. Con thèm cơm ngoại nấu quá. Tổ cha bày, giỏi nịnh ngoại. Ngoại nấu gần xong rồi. Bây dạ. Giờ hai ông cháu nói chuyện với nhau đi. Rồi lát ăn cơm với hai ông bà ha. Thôi dạ. Được rồi, để qua ngủ nước đi con. Dạ. Để con dẫn cho ngoại. Để ngoại dẫn cho, không có sao đâu. Nè, ta nói bay mà không ghé. Ngày nào bà ngoại bay cũng nhớ bay hết trơn trọi. Dạ, con cũng nhớ ông bà ngoại nhiều lắm. Ừ, nhớ thì bay phải thường xuyên bay ghé đây để thăm bà ngoại chứ. Dạ, con xin lỗi ông bà ngoại. Tại công việc hiện nay của con chưa ổn định, chưa có đâu vào đâu hết á, cho nên cũng không có thời gian nhiều. Khi nào có thời gian rảnh rỗi là con về thăm ông bà liền. Nhớ đó nghe, cố gắng sắp xếp công việc, tranh thủ về đây thăm bà ngoại bây thường. Dạ. Để bà nhớ bây bà khóc hoài, ta khổ với bà ghê vậy. Dạ, con biết rồi. Hai ông cháu uống nước đi. Dạ, ngoài để con. Dạ đây. Mời ngoại, ngoại uống nước trà đi. Dạ, con mời ông bà ngoại uống nước trà. Ôi bay sao bà đặc quá. Gia đình không mà khách sáo không à. Thôi dạ. Uống nước đi. Trà ngon lắm đó. Nước trà thì thơm thanh khiết, còn mình thì vẫn đục. Có chuyện gì vậy con? Dạ. Dạ không có. Ngoại thấy con được vui. Dạ không có. Chắc là nước trà của ngoại thơm quá. Nếu mà con thích uống trà thì con cứ về nhà thường xuyên, ngoại pha trà cho con uống. Chứ bên ngoài á, sống có một thân một mình à. Dạ ngoại yên tâm đi. Khi nào con rảnh á, con tranh thủ chạy về thăm ông bà ngoại với lại bé Xuân liền. Nè, con cũng lớn rồi, con cũng phải có một cái chí hướng riêng. Làm cái gì cũng được, miễn là mình làm ăn lương thiện thôi. Nè, nhớ nghe, mình ăn ở hiền lành, rồi trời Phật cũng thương nghe con. Dạ. Nè, bà vô trọng coi cơm nước chín chưa. Nè, dọn cho cháu nó ăn. Để tôi xuống coi, tôi quên nữa. Con chờ ngoại một chút nghe. Dạ. Ủa, ông ngoại, Xuân đâu rồi ông ngoại? Xuân nó mới xin được cái chỗ công ty xây dựng gì đó. Rồi nó đi làm được cũng cả tháng nay rồi. Nhưng mà nghe đâu là cái ông chủ này á nghe, ông tốt bụng với nó lắm đó. Dạ. Phải nói là ông ngoại với bà ngoại đây
thiệt tình lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng mà ngặt nổi một cái là ông ngoại yên tâm đi, khi nào mà cuộc sống của Xuân ổn định á, thế nào cũng sẽ đi học lại mà. Ngoại cũng hy vọng nó được vậy là tốt. Dạ. Còn con, công việc con làm ăn sao mà sao thấy sắc mặt con nó có vẻ xanh xao quá vậy? Dạ. Dạ con bình thường mà ông ngoại, không có gì đâu ngoại. Dạ, sức khỏe con tốt lắm. Bộ công việc của con làm ăn vất vả lắm hay sao vậy? Dạ đâu có. Cũng bình thường à. Chắc là do con thiếu ngủ đó ngoại. Dạ. Nè, làm gì thì phải để ý, đừng để ốm đau rồi nó phí sức khỏe, phải biết quý sức khỏe nghe con. Chứ con làm mà được bao nhiêu tiền đi nữa mà bệnh một cái là cũng rồi á. Dạ, con biết rồi ông ngoại. Chuyện của Hùng, anh nghĩ không thể ngày một ngày hai là giải quyết được. Nhưng mà anh Hùng không thể xa lầy trong vũng bùn hoài được. Anh còn có tương lai nữa. Anh hiểu chứ. Nhưng mà khi gặp Hùng, anh hơi nóng, cho nên nhất thời. Em biết, anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh Hùng thôi. Anh muốn Hùng rút khỏi băng nhóm đó càng sớm càng tốt, vì anh không muốn sau này anh em phải đối đầu với nhau. Cảm giác đó đau lắm. Mình phải khuyên anh Hùng thôi, không thể chậm trễ được nữa. Nhưng em cũng thấy rồi đó, mình nói gì nó cũng có nghe đâu, ngồi im tinh thích, không một lời giải thích thì làm sao mà khuyên được. Thì mình cũng phải thử chứ. Mình cứ khuyên ảnh đi, chắc chắn anh cũng sẽ nghe, anh cũng sẽ hiểu thôi. Điều quan trọng bây giờ là anh em mình không được bỏ cuộc trong lúc này. Để thay đổi một con người không phải là dễ đâu em. Hùng cũng đã sống bao nhiêu năm tháng với anh em Hùng rồi. Giang hồ thì có quy luật của giang hồ, không phải nơi bỏ là bỏ được đâu. Chẳng lẽ mình phải bó tay đứng nhìn mọi chuyện xảy ra sao? Em không tin là mình không có cách gì. Misa, mình cũng đã cố gắng hết sức, nhưng mà còn phải phụ thuộc cho bản thân thằng Hùng nữa. Nhưng em biết, trước sau gì anh cũng sẽ nghĩ ra cách mà. Thực sự anh cũng đang rối nè. Anh làm công an mà. Công an thì sao? Cũng phải có lúc bí với người ta chứ. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ai đó? Chào chị. Ông tìm ai? Chị cho tôi hỏi, ở đây có phải nhà của cô Hạnh không? Ông là ai mà tìm Hạnh có chuyện gì? Tôi là người thân của cô Hạnh. Vậy hả? Con Hạnh đi chợ rồi, chắc cũng sắp về đó. Mời anh vô nhà ngồi uống nước rồi chờ nó luôn. Dạ, cảm ơn chị. Anh vô đi. Mời anh ngồi. Dạ. Hết nước rồi, để tôi vô tôi pha. Anh ngồi đó nha. Dạ. Yeah.
Hạnh. Anh Phước. Em còn nhớ anh sao? Chẳng phải tôi đã từng nói anh đừng tìm tôi nữa hay sao? Anh tới đây làm gì? Anh tới để coi kẻ đã ruồng bỏ anh sống thế nào đúng không? Chắc hài lòng hả dạ khi thấy tôi sống thế này đúng không? Hạnh, Hạnh à, anh đã biết hết rồi. Anh đã gặp Hoa, Hoa đã kể cho anh nghe tất cả. Anh mới là kẻ đáng trách. Anh đã không tin vào tình yêu mà em đã dành cho anh. Anh đã nghi ngờ em. Hạnh, Hạnh à, tôi xin lỗi. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ có thể làm như vậy để bảo vệ anh. Nếu không, hai hổ sẽ giết anh. Tôi biết anh sẽ oán giận tôi, nhưng mà tôi không thể nào làm khác được. Sau khi nhận lá thư, anh rất giận. Anh muốn đi tìm em để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng mà tìm không thấy em. Anh đã căm thù tất cả. Anh đã mất hết niềm tin trong cuộc sống. Sau đó anh tình cờ gặp lại Hoa trong lúc Hoa đi từ thiện. Anh mới biết được em ở đây. Mình bỏ qua tất cả mà làm lại từ đầu nghe em. Anh sẽ không để cho em cực khổ nữa đâu. Không, tôi không xứng đáng với anh đâu. Tôi đã từng là một tội phạm, anh có biết không? Em đừng như vậy. Cho dù em là một người phụ nữ như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ bù đắp lại cho em và con. Con mình đâu em? Nó là con trai hay con gái vậy? Hãy cho anh gặp con đi. Sao anh biết em có con? Hoa đã nói cho anh biết. Con mình đâu? Hoa đã nói cho anh biết sao? Con đâu rồi em? Em nói cho anh biết đi. Trời ơi, hắn ta lại cho đàn em đánh Hạnh ra nông nỗi như vậy đó hả? Thiệt là quá đáng mà. Được rồi, lần này đó hả, tôi quyết không để cho bọn họ yên đâu. Thôi mà Hoa, tất cả cũng là do mình, nên phải chịu thôi. Dạ chào bác sĩ. Dạ chào. Dạ. Cô thấy trong người đỡ chưa? Dạ đỡ lắm rồi. Cô phải ráng nghỉ ngơi để mau bình phục nha. Dạ. À, bác sĩ à, vậy vết thương của bạn tôi có nặng lắm không? Vết thương chỉ trúng ở phần mềm nên không có vấn đề gì. Dạ. Cô nên giữ gìn sức khỏe. Cô đã có thai 2 tháng rồi. Bác sĩ nói sao? Tôi đã mang thai. Đúng vậy. Thai nhi phát triển bình thường, cô phải cẩn thận hơn. Dạ. Thôi, cô cố gắng nghỉ ngơi đi. Chào cô. Dạ, chào bác sĩ. Như vậy là Hạnh sắp được làm mẹ rồi.
Tôi xin lỗi, anh đừng nhắc đến con nữa được không? Tại sao vậy em? Con mình có chuyện gì hả? Em nói đi, con mình nó sao rồi hả? Em, nó sao rồi? Nó đã chết khi còn trong bụng mẹ rồi. Không, em nói dối. Không phải đâu. Anh đi về đi, anh đi về đi, anh đi về giúp tôi đi. Không, em nói dối. Anh, anh, bây giờ con Xuân nó có chỗ làm khác rồi, em lo cái giống gì nữa? Sao em chủ quan quá vậy? Chỗ làm khác thì chỗ làm khác, một khi nó đã muốn tìm được chỗ nào tìm không ra. Nếu như vậy thì em có cách. Cách gì? Chém chích mẹ nó, lấy gì nó tìm? Làm như ngày xưa mẹ em xin cái tay em ra trước hay sao? Hở cái là đâm chém, đâm chém à? Bộ chuyện gì cũng đâm chém thì mới giải quyết được hay sao? Bình tĩnh đi. Anh đàn bà của anh sao ơi? Trời ơi, em ăn nói riết rồi. Em xin lỗi vì chuyện cá nhân của em mà để ảnh hưởng tới tên em. Em thấy mình không xứng đáng cho sự lo lắng này. Em nói gì vậy Hùng? Bộ em không coi hai thằng anh là anh em của em sao? Không có, em không có ý đó. Nếu đã là anh em thì chuyện của em cũng như chuyện của tụi anh, tất cả anh em đều hiểu, đều thông cảm và muốn cùng em giải quyết. Không đơn giản là chuyện đối đầu với bọn hai hổ không đâu, mà còn công an nữa. Công an thì công an chứ, số trời đã định rồi, giang hồ bao giờ cũng gặp công an. Em lo cái gì? Anh Tám em nói đúng đó. Hùng nè, lâu lâu mới được anh Sáu khen câu á. Anh yêu cầu em đừng nhảy vào họng anh khi đang nói chuyện được không? Mà không đứng. Bây giờ em có kế hoạch tiếp theo là gì? Em cứ lên đi, hai thằng anh sẽ sát cánh với em, sống cùng sống, chết cùng chết với em. Em ủ rũ hoài như vậy đâu có giải quyết được cái gì. Thì em... Em sợ công an hả? Đó đâu phải là cá tính của em. Không phải. Vậy lần này công an chính là bạn thân của em. Nó phụ trách vụ của chúng ta với hai hổ. Cái gì? Công an là bạn em? Thằng nào vậy? Anh có nhớ cái hôm em ở quán bar về, em bị bọn Thắng Thẹo phục kích không? Rồi lúc vào bệnh viện, có một nam một nữ tới thăm em. À, cái người đó là công an hả? Dạ. Nhưng mà công an có việc của công an, mình có việc của mình. Em lo đâu đâu không à? Em rất khó xử. Rồi, thêm thằng đàn bà nữa. Em cảm thấy khó xử chỉ khi nào em muốn hoàn đơn thôi. Hai bên, bên nào cũng là nghĩa là tình. Hùng ơi là Hùng, nếu như mười mấy năm trước anh không dụ em về đây thì có lẽ cuộc sống của em đã tốt hơn. Anh thành thật xin lỗi em. Anh nói đi. Đứng lại đi cậu em. Mấy người muốn gì? Cứ nhận anh Sáu. Bình tĩnh đi em, bình tĩnh. Ê, bình tĩnh đi. Tụi anh tìm gặp mày là để bàn chuyện quan trọng thôi. Không muốn nói chuyện gì hết. Mấy người tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với mấy người. Em bình tĩnh, đừng có manh động. Tụi anh chỉ muốn nói chuyện, chỉ nói chuyện thôi, không có làm gì em hết.
Em cứ bình tĩnh rồi nghe tụi anh nói chuyện cái đã. Sau đó em muốn đi đâu cũng được hết. Nói đi. Nếu như em đồng ý đi theo hai anh thì số tiền này sẽ là của em. Tôi không cần, mấy người tránh ra. Nhưng ông bà hai sẽ cần. Mấy người nói vậy là sao? Nếu như em đồng ý đi theo đại ca của anh thì đại ca của anh sẽ xóa nợ cho bà ba, và bà ba không cần phải lo chuyện trả nợ nữa. Nếu như em chịu lấy số tiền này thì ông bà hai sẽ có một khoản tiền để nuôi bé Xuân ăn, và ông hai cũng không cần phải kiếm tiền vất vả nữa. Sao mấy người biết giờ tôi rõ quá vậy? Mấy người điều tra tôi đúng không? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tụi anh đã tạo cho em một con đường sống. Em nghĩ là em chống lại Dũng Sầu thì em được yên thân sao? Chẳng những tụi anh không gây khó dễ cho em, mà ngược lại tụi anh còn giúp em giải quyết khó khăn nữa. Vậy mà em không muốn giúp ông bà hai và cả bà ba sao? Họ là ân nhân của em đó. Nếu như em đồng ý, số tiền này sẽ là của em, và tất nhiên em có quyền sử dụng cho bất cứ chuyện gì. Anh nghĩ nếu ông bà hai mà biết được, ông bà sẽ vui lắm đó. Còn số nợ của bà ba sẽ được xóa sạch. Từ đây về sau, anh cam đoan với em, không ai dám đến quậy phá cho bà ba buôn bán nữa. Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi, cơ hội sẽ không đến lần thứ hai đâu. Nhưng mà mấy người muốn tôi làm gì cho mấy người? Chỉ là làm một số chuyện nhà thôi hả? Ôi, mấy người có nhiều tiền mà, có thể thuê người khác, tại sao bắt buộc phải là tôi chứ? Không phải, chuyện đơn giản vậy nè. Ông chủ anh rất thích những người dũng cảm như em, mà ông chủ anh lại không có con. Bởi vì khi gặp em, cái ông quái muốn nhận em làm con nuôi. Hai người nói thiệt không? Thiệt. Đương nhiên rồi. Tôi sẽ đi theo hai người, nhưng hai người không được lùi gió tôi nữa nha. Hai người mà dám đụng vô bà hai, bé Xuân với lại bà ba là tôi, có chết tôi cũng không tha cho mấy người đâu. Em yên tâm đi, tụi anh sẽ không bao giờ thất hứa đâu. Còn nữa, chú em phải sống chứ. Tự nhiên nói chuyện chết chóc nghe xui xẻo quá. Anh nói có đúng không? Đúng rồi. Thì hết hồn, tự nhiên mình làm anh giật mình. Tôi phải sống, tôi phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho ông bà hai và bé Xuân. Tôi không thể để cho mọi người cực khổ và lo lắng cho tôi được. Đúng rồi. Mà nè, anh dặn em về nhà lo thu xếp đồ đạc đi. Mai đúng 7 giờ ở đây, đi theo tụi anh luôn. Rồi, quyết định vậy nghe. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh chạy nghe. Thôi đi nghe. Đi anh sao? Nhưng mà tiền. Anh Sáu. Anh Sáu. Gì em? Nghĩ gì vậy cha? Có gì đâu. Thôi hai anh em mình ra ngoài uống vài lon cho mát mẻ. Thiệt anh Sáu? Vậy em vào kêu thằng Hùng đi chung. Thôi, nó mệt mỏi để cho nó nghỉ ngơi đi, mất hứng nữa. Chạm với anh Sáu. Mọi chuyện là như vậy đó. Em đã từ chối lời cầu hôn đó. Chắc ba em giận dữ lắm. Một người có điều kiện như vậy mà em lại nỡ từ chối sao? Bộ cứ có điều kiện là đủ để kết hôn hay sao? Nhưng mà một người chồng có đủ điều kiện tốt như vậy không phải là ước muốn của tất cả các cô gái hay sao? Có điều kiện tốt chưa chắc đã là người chồng tốt. Muốn kết hôn chỉ cần có một điều kiện duy nhất mà thôi. Sao anh không hỏi em điều kiện đó là gì? Điều kiện gì? Yêu.
Muốn kết hôn chỉ cần có tình yêu mà thôi. Anh có nghĩ như vậy không? Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Muốn kết hôn thì phải cần tới hai tâm hồn hòa hợp, lúc nào cũng nhớ về nhau, muốn làm những điều tốt nhất cho nhau. Và khi ở bên cạnh nhau, cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh biết không, em từ chối lời cầu hôn đó là tại vì em yêu anh.